Hè đến rồi thì nếu như bạn nào đang quan tâm một chiếc loa để mà mang đi dã ngoại, mang đi chơi cùng bạn bè thì bên cạnh mình đây là một sự lựa chọn rất là đáng chú ý, đó chính là Monster Sparkle, một chiếc loa Buffy Box rất là ấn tượng và nhiều điểm để mà chia sẻ. Trong video này cùng mình đón xem chiếc loa này có gì đặc biệt nhé. Cái thiết kế của chiếc loa Monster Sparkle này nó có một cái kiểu hình dáng chung với là những dòng loa Monster. Nếu các bạn để ý rằng là Monster luôn làm theo cái tông màu đen, đỏ hoặc là thêm màu xám nữa, nhìn nó rất là công nghệ, rất là hầm hố đúng không? Đó, và nhìn thì thôi nhưng mà nó chỉ nặng khoảng hơn 2kg thôi, rất là nhẹ, mình xách cái quai xách ở đây rất là tiện để mang theo. Thì thực chất cái loa Monster Sparkle này có thể kết nối thêm với lại một cái chiếc loa nữa để mà có thể chơi stereo. Nhưng mà mình nghĩ rằng có thể mua riêng một cái chiếc loa này là đủ rồi. Đó, cái loa Bluetooth thì chúng ta không cần phải nhiều. Ok, phía bên ngoài của nó các bạn thấy là cái màn loa này được làm rất là đơn giản. Đó, thì bên trong sẽ có hai cái ống loa trên và dưới, và nó sẽ có cái logo Monster màu đỏ đây rất là đặc trưng. Và cái điểm mà bắt mắt ngay với mình đó chính là cái giả đèn RGB chạy bên trong, và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được 6 chế độ nhấp nháy đèn theo cái giả LED RGB này rất là đẹp. Và khi mà chúng ta phát nhạc á thì cái giả đèn này sẽ chạy theo cái bài nhạc rất là hay đúng không? Nói đến những cái công tắc nút ở trên mặt loa Monster Sparkle này, chúng ta sẽ có một cái nút nguồn rất là to. Theo là chúng ta sẽ thấy một cái nút là Bass Boost, thì lúc cái nút này để mà chúng ta điều chỉnh cái âm bass cho cái bài nhạc của chúng ta. Thì nếu như nó đang màu sáng, nó đang sáng như thế này là chúng ta chưa chỉnh, chúng ta ấn xuống một cái là nó sẽ tắt đèn, là lúc này Bass Boost để được kích hoạt. Và nút ở bên phải đó chính là nút đèn để chúng ta chỉnh RGB như mình vừa mới nói. Và cái giả nút ở phía dưới chúng ta sẽ bao gồm một cái nút B Bluetooth kết nối với lại những thiết bị bên ngoài, và cái nút quay lại bài nè, previous nè, nút play pause nè, nút chuyển bài nè, nút tăng giảm lượng. Ở phía mặt sau chúng ta sẽ thấy một cái đường ốp có chữ Monster ở đây, thì đây là cái ốp, cái đường thông hơi loa ở phía mặt sau để mà nó có kích được cái âm bass mạnh mẽ hơn. Và ở phía dưới cái mặt ngoài là một lớp silicone, chúng ta mở ra sẽ thấy được các cái cổng cắm bên trong, bao gồm cái cổng đầu tiên là cái cổng điều chỉnh echo nè, một cái cổng microphone in nè, một cái cổng aux nè 3.5 nè, một cái cổng usb, một cái nút reset, một cái cổng usb-c để mà sạc cho cái chiếc loa này. Thì theo như mình tìm hiểu là nó có thể sạc được 5v, 2e là 10w, đó, sạc cũng khá là nhanh đối với là một chiếc loa bluetooth. Rồi thì bên trong hộp của thiết bị chúng ta sẽ có một cái dây usb-c để sạc cùng với lại một cái jack 3.5 để mà các bạn có thể kết nối trực tiếp từ những thiết bị. Monster Sparkle này thì nó sẽ thiên hướng về những cái âm bass nhiều hơn, và nó thiên hướng âm trầm nhiều hơn bởi vì trên cái chiếc loa này có thể điều chỉnh được cái âm bass boost luôn. Thì bên trong chiếc loa, cấu tạo bên trong sẽ có một cái loa woofer 133mm cùng với lại một cái loa tweeter 2 in nữa, thì nó sẽ cân bằng được giữa những cái bài nhạc chúng ta chơi, đặc biệt là những bài nhạc pop, nhạc EDM thì chúng ta có thể chơi tốt trên chiếc loa này. Thì theo như mình thử nghiệm thực tế nhanh á, một cái bài nhạc á, thì mình nhận thấy rằng cái âm trầm của nó xuống mức khá là sâu và nó rất là khỏe để mà khi mà đánh lên nó không bị chói tai, đặc biệt là các bạn có thể tự tin nghe được cái chiếc loa này ở âm lượng rất là lớn. Đó, thì loa bạc ti mà nghe lớn đúng không, mà cái tiếng nó không bị vỡ. Tại vì có một cái nhược điểm của những cái loa bluetooth giá rẻ, đó chính là khi mà chúng ta chơi nhạc lớn á thì cái âm bass của nó sẽ bị hơi bị chói và bị vỡ, không có xảy ra trên cái chiếc loa này, ngay cả khi các bạn sử dụng cái chế độ bass boost nữa. Và cũng như là nếu như các bạn chơi những bài nhạc nhẹ, ví dụ như chơi những bài nhạc mà thiên hướng vocal nhiều, thì chiếc loa này vẫn thể hiện tốt. Và cái tổng công suất mà chiếc loa này có thể đạt đỉnh được là 60W, đối với mình đây là một mức rất là phù hợp để mà chúng ta có thể sử dụng những cái chiếc loa này mang đi ngoài trời nghe nhóm bạn bè đều được. Trang bị đầy đủ những cái yếu tố về mặt ngoại hình cũng như là về công năng của nó. Thứ nhất là một cái đèn LED RGB rất là đẹp. Cái thứ hai đó chỉ là nó có kháng nước IPX5. Cái này mang ra ngoài trời có bị dính nước mưa cũng không sao hết. À, quên nhắc đến thời lượng pin cho các bạn biết là chiếc loa này có một cái viên pin bên trong là dung lượng 4000mAh, và chúng ta có thể nghe được nhạc mà ở mức trung bình đó, âm lượng trung bình là tới 12 tiếng lận. Nếu như các bạn nghe 100% âm lượng liên tục thì nó có thể trụ được 3 tiếng, nhưng mà mình nghĩ rằng chẳng ai mà nghe công suất mà full như vậy, nghe âm lượng 100% như vậy trong khoảng thời gian dài đúng không? Cho nên rằng là chiếc loa này mình nghĩ rằng có thể sạc một lần mà đủ cho một buổi đi chơi dài của chúng ta đó, hoặc là chúng ta có thể để ở nhà nghe như nhu cầu bình thường thì có thể tới 2-3 ngày hoặc thậm chí là ngày thứ tư đều được. Và cái mức giá của loa Monster Sparkle đang được Thế Giới Di Động bán với giá là khoảng 2.450.000, thì mình thấy đây là mức giá rất là tốt để mà sở hữu một cái chiếc loa có nhiều giá trị như vậy, đặc biệt là những ai mà thích mang loa đi chơi mùa hè sắp tới. Thì nếu để tính đến một cái loa cao cấp hơn của Monster thì nó là dòng Adventure, thì nó sẽ có nhiều cái tính năng và chất lượng âm thanh hơn, nhưng mà đối với mình
giá con này rẻ gấp đôi nhưng mà chất lượng gần tương đương rồi, mà nó sẽ có hết nhiều cái công năng để mà các bạn có thể trải nghiệm nó trong một thời gian dài, thì giá 2.450.000 này rất là đáng chú ý để mà các bạn có thể lựa chọn. Thì trước khi mà kết video, mình sẽ cho các bạn nghe nhanh một cái đoạn nhạc, các bạn có thể tự cảm nhận nhanh nhé. Và các bạn lưu ý rằng nếu mà thu qua microphone bọn mình thì chất lượng âm thanh nó sẽ hơi khác một chút so với lại những bạn nào nghe thực tế. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm thực tế thì cứ đến tận cửa hàng thì dành ra 5-10 phút có thể nghe được và cảm nhận được chiếc loa này như thế nào nhé.